Lê Dương Bảo Lâm ra các sản phẩm nhảm, mượn cớ chỉ để vui. Lê Dương Bảo Lâm liên tục câu view bất chấp bằng những MV nhảm, tuy nhiên trước phản ứng của khán giả anh lại luôn lấy lý do MV chỉ để cho vui. Lê Dương Bảo Lâm nổi tiếng từ sau khi giành được danh hiệu quán quân của chương trình Cưới Xuyên Việt năm 2015. Anh định vị trong lòng công chúng bằng những mảng miếng hài bình dân, đôi khi có phần lố. Tuy nhiên, từ năm 2022, Lê Dương Bảo Lâm bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực ca hát theo cách rất riêng. Cuối tháng 11 năm 2023, nam diễn viên tung ra MV Oải Cả Trưởng gây xôn xao cộng đồng mạng chỉ sau vài ngày phát hành. MV này có giai điệu sôi động, ca từ chủ yếu là những phát ngôn mang thương hiệu Lê Dương Bảo Lâm ở các chương trình mà anh tham gia, rớt miếng, Oải Cả Trưởng, sao hay da dày quá, sụng nụ. MV Oải Cả Trưởng được Lê Dương Bảo Lâm quay ở khá nhiều bối cảnh, từ đám cưới Jin Tuấn Kiệt, Puka đến các bối cảnh quay game show. Với sự góp mặt của các ngôi sao trẻ trong làng giải trí phía Nam. Mặc dù ca từ vô nghĩa, rời rạc giống như những khẩu hiệu quảng cáo cho chính nam diễn viên và khu du lịch sinh tố của anh. Hình ảnh trong MV cũng không được cho chút kỹ càng nhưng chỉ sau 7 ngày ra mắt, MV đã thu hút tới 2,4 triệu lượt xem và lọt top 15 trên top thịnh hành của YouTube. Tuy nhiên, sản phẩm này nhanh chóng gây tranh cãi cho khán giả. Nếu các fan của Lê Dương Bảo Lâm cho rằng sự sôi động, hài hước mà nam diễn viên thể hiện trong MV Oải Cả Trưởng giúp họ vui vẻ, giải trí thì những khán giả khác lại nhận định MV này nhảm nhí, vô nghĩa. Thậm chí, nhiều người yêu cầu Lê Dương Bảo Lâm bớt ra MV lại. Trước những ý kiến trái chiều về MV Oải Cả Trưởng, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ, để MV Oải Cả Trưởng được như ngày hôm nay là nhờ vào tình cảm của khán giả nhiều lắm. Cảm ơn mọi người đã yêu thương Lâm. Bên cạnh đó, khi thấy Lâm hát thì mọi người đừng chửi Lâm, tại vì Lâm hát để vui thôi, chỉ hát ở khu du lịch sinh tố chứ không có đi diễn ở đâu. Thế nhưng trên thực tế, Lê Dương Bảo Lâm sản xuất MV dưới sự hỗ trợ của công ty V, công ty chuyên sản xuất các chương trình giải trí sau đó đăng tải trên kênh YouTube có tích xanh của mình. Nam diễn viên có thể nhận được lợi nhuận từ lượt view của MV dựa trên quảng cáo mà YouTube cài phủ trên clip. Trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm cũng tích cực PR cho MV bằng những mini game kích thích khán giả cày view. Cụ thể, nam diễn viên trao giải 10 triệu đồng tiền mặt cho công ty V. Với 156 máy cày view, các giải nhì và giải ba lần lượt sử dụng 140 và 100 máy để cày view cho MV Oải Cả Trưởng. Chưa nói đến việc Lê Dương Bảo Lâm có thu được lợi nhuận từ việc sở hữu MV triệu view hay không. Việc anh vô tư tung lên mạng xã hội MV với nội dung bị đánh giá là nhảm nhí, vô bổ cho thấy nam diễn viên đang vô trách nhiệm với khán giả và danh tiếng của mình. Chúng ta đều biết rằng người nổi tiếng tung ra bất cứ sản phẩm nào cũng sẽ để lại những tác động nhất định cho cộng đồng khán giả của họ. Với việc phát tán MV trên không gian mạng xã hội, những ca từ nhảm nhí, vô bổ mà nam diễn viên thể hiện chắc chắn sẽ trở thành câu cửa miệng của nhiều khán giả, trong đó có không ít em nhỏ.